Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với Đồng Hưng Phúc nha. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật là hiệu quả nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại cho anh em luôn là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước 50.000 Viettel cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel nha. Nhấn mình họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua. Còn những anh em mà tin tưởng mà chuyển khoản thành á thì mình bao ship nha. Nếu chuyển khoản đủ số tiền mình bao ship cho anh em. Và anh em cọc á thì tiền cọc anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Máy thì anh em kiểm tra thoải mái trước khi giao tiền shipper, không có đề hết nha anh em. Còn quá trình xài thì anh em lỗi phải gì cứ báo cho mình nha, thì có gì mình sẽ đổi trả cho anh em đàng hoàng hết ha. Rồi không có là giờ dòng nữa nha. Con máy đầu tiên hôm nay là còn mình có một con Sony M2, hàng này cũng ra lâu rồi anh em. Sony M2 vỏ sau này đó, anh em thấy sườn không, sườn không ke nha, còn nút nguồn thôi, còn cái nắp sim mất, nắp mấy cái sườn như vậy bên hông là mất nha, bên đây còn nguyên. Sony M2 màn hình 4:8, RAM 1 bộ nhớ 8 nha, pin 2003. Đó, mặt trước là đã dán cái lực cho anh em rồi, có xước sắc nhẹ. Màn hình hiển thị nói chung cũng sắc nét nha. Đó, Sony. Bên trong đây thì có một hai đốm hoa quang này. Đó, một hai đốm nha. Em thấy không? Một hai đốm nha. Đó, con này thì nhỏ gọn đẹp, màn hình 4:8 thôi. Để anh em giá 600.000 thôi nha, bằng giá màn hình nha. Giá 600k. Anh em nào mua về xài giải trí ha, YouTube này nọ, ok. Đặc biệt là rất là mượt nha, cảm ơn Ring nguyên máy Ring nha, con này máy Ring, cảm ơn rất là mượt. Mình bán giá màn hình cho anh em thôi. Rồi thôi coi, lo cũng rất là mượt, lo nghi ngon luôn, lo ngon luôn nha. Ok, giá 600k nha anh em, kèm sạc cho anh em nào hoàng nha, kèm sạc cho anh em luôn, 600k thôi. Anh em nào chịu không thắng thì bao ship, còn thôi anh chịu phí ship nha. Tiếp theo là con Ryobi 37 bản hàng màu xanh xám nhạt nhạt nha, máy đẹp keng 99 nha, nhìn riêng bản hàng một sim, màn hình 5.5 nha, RAM 332, pin 3003. Máy keng như thế này nha. Kính thì phải nói là như mới luôn. Keng sạc em, RAM 332, máy của hàng anh em xài rất là mượt nha. Đó, wifi cực mạnh. Con này đến em giá 1780 nha, 1780 kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con F1S RAM 332, màn hình 5.5 nha, pin 3075. Máy này thì nạp sao mới keng rồi nha, vỏ sao thì mới, màn hình đã dán cái lực cho anh em rồi, đẹp keng luôn. Nói chung là nguyên zin, màn vó, màn dưới men chứ, còn cái vó thì thay mới. Đó, máy full chức năng, đẹp keng như thế này nha anh em. F1S RAM 332, con này ra đi cho anh em giá của nó là 1.450.000, 1450 nha, kèm sạc dán kính nha. Và tiếp theo là có một con iPhone 5C bản lock này nè, mình không kèm sim card cho nha, anh em tự mua nha. 5C bản lock, máy kính đẹp 99, kính phải nói là 99 nha, không hề có xước sắc, lưng sale đánh giá tầm 97 thôi. 5C lock 16GB, máy nguyên riêng nha anh em, hiển thị rất sắc nét nha, wifi là ok luôn. Anh em về mua sim ghép bỏ vào xài, mình không có bao, mua sao bán giờ cho nó nhanh. 16GB, con này để anh em giá nhẹ nhàng 490 thôi, 490k kèm sạc cho anh em luôn, 490 là kèm sạc luôn nha. Tiếp theo là một con VinSmart Joy 3 màu đen, con này mình hay về nha, tính thoảng mình lại có, anh em rất là thích cái dòng này. VinSmart Joy 3 máy đẹp 9899 nha, lưng sau màu đen đẹp kem, kính trước 1-2 cộng lông mèo vậy thôi, màn hình 6.5 nha anh em, RAM 332, pin con này 5 ngày. VinSmart Joy 3 ok nha. Rồi 3 chức năng full, pin 5000, xài ok luôn. Con này đến em giá 1850 185, kèm sạc dán kính nha anh em. Một con Ribeiro bản hàng, Ribeiro bản hàng nguyên riêng, con này lưng sau thì đánh giá tầm 95 96,
mình nói vậy thôi chứ cũng còn đẹp nha anh em. Sườn này nó có một hai vết cắn, bán hàng thì anh em hiểu rồi nha, một sim nha. Mà mình coi thấy còn sáng đẹp không, ok luôn, mà rất là đẹp nha, chức năng thì ok. Test sơ cho anh em coi. Đó, wifi rất ok. R7, đó, nó báo là R7 17 nha. Ok nha anh em, RAM 332 ha, màn hình 5.5, pin 36, con này để giá 1.6 nha. 1.6 nha, kèm sạc dán kính nha. Quá bèo. Một con iPhone 6 cộng. Nguyên ring, vỏ sao và xuất sắc theo 5 tháng sử dụng này. Lưng sườn có xuất sắc. Cái đoạn dưới đây này nó hơi hơ hơ nha anh em, hơ hơ ha. Đoạn dưới đó thôi, còn bình thường hết. Vỏ ring, màn ring 64GB nha anh em. Con này dung lượng lớn nha, pin 85. Mình đã test rồi, pin 85. Mọi chức năng full quốc tế, vân tay vân chân đầy đủ ha. Test vân tay cho anh em xem luôn. Không có tài khoản hẳn nha anh em. Máy sạch nha, máy sạch anh em yên tâm nha. Thì chỉ bỏ sim là xài thôi. Bao anh em reset dòng 2 thoải mái. Đó, đừng để nhập tài khoản nha anh em. Rồi anh em tạo tài khoản iCloud xài ha. 64GB. Máy nói chung là nguyên ring. 64. Cái góc này nó hơi mốt mốt chút tíu siêu siêu thôi, góc này. Còn tất cả là ok hết. 64GB, con này để anh em giá 2.5 triệu nha. 2.5 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha. 64GB giống phải 36, nên giá nó cao hơn tí nha. Tiếp theo là con Samsung A50s màu trắng, vỏ xeo xuất sắc nhìn gì nha. Đây, nói chung là có xuất sắc. Xeo này không được đẹp ghen đâu. Còn kính thì lưng màn hình này còn guarantee. Guarantee miếng dán nên là bao anh em 99% luôn. A50s RAM 464, màn hình 6.4, pin 4000 nha. Đó, máy kia sao em. Lưng xuất sắc thì anh em bỏ lưng màu đen vô xài bao hết. Không thấy nữa nha. Kính thì đẹp rồi, dán lực lại cho anh em luôn. Anh em US con này ra đi anh em giá 3.2 triệu nha. 3.2 triệu, kèm sạc dán lực cho anh em lại luôn. Tiếp theo là con Oppo A92. Oppo A92, mặt sau là keo sao em. Lưng sau dán keo cho anh em luôn rồi. Con này RAM 8, bộ nhớ 128 nha anh em. Màn hình 6.5 inch, pin 5000. Máy thì đẹp keo sao em, như nội thất, ngoại thất như mình quay luôn. Màn thì còn guarantee luôn. Lột ra vứt là đẹp chính chính luôn nha. A92 RAM 8 bộ nhớ 128, quá khủng. Máy 2 sim, wifi thì bao xài. A92 chip Qualcomm 128 RAM 8. Máy quá đẹp nha. Con này ra đi cho anh em giá 4.4 triệu nha. 4.4 triệu, kèm sạc dán kính nha anh em. Máy quá đẹp. Tiếp theo là con Samsung A31. Máy đẹp nha anh em. Lưng sau đánh giá đẹp tầm 97-98. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 nha, màn hình 6.5 inch, pin 4000. RAM 6 cũng 128GB luôn. Kính đại giá cực lực và đẹp chính chính. Chức năng full nha anh em. Chức năng là full nha. Lỗi gì mình đã báo trước, còn mấy bình thường thì báo full cho anh em. A31 Samsung A31 màu trắng, giá 4.50 triệu, 4050. Và hôm nay mình có một con Oppo F3 thanh lý, máy mới chưa xài nha anh em, thanh lý luôn nha. Con này lâu quá nó tồn hàng này, lâu lâu mới có con kiểu này, máy mới luôn nha. Oppo F3. Đấy, mình sẽ khui ra cho anh em xem. Trong này thì úp lưng này, máy Việt Nam nha anh em, máy thanh lý nha. Đó, cáp cáp sạc tai nghe, chưa hề sử dụng nha. Oppo F3 mới kem, chẳng qua là hàng tồn kho lâu ngày thì bán thanh lý cho anh em thôi, chứ nó là một con máy mới nha. Oppo F3 con này trong kênh mình bán rất là nhiều, mà đa số là máy thay vỏ lại. Còn con này là máy gần như là mới kem. Đây là máy mới chứ không phải gần như. Sorry anh em, đây là máy mới. Và hàng tồn kho thanh lý. Con này để anh em giá của nó là 2.4 triệu nha. 2.4 triệu.
RAM 432 nha anh em. F3 nó rất là mạnh. 432 thì sao đó, đừng coi lại được coi. Sorry anh em chứ, con này RAM 464 nha anh em. RAM 464. Đó, màn hình thì 5.5 inch, pin 3200, máy mới nha, thanh lý một cây duy nhất. Giá 2.4 triệu. 2.4 triệu nha, anh em nào lại lấy thì inbox sớm nha. Để có một cây duy nhất full hộp cho anh em thôi. Rồi, tiếp theo clip là con iPhone 7 Lux. 7 Lux lock nha anh em, con này lock màu bạc ha. Đã lên quốc tế cho anh em rồi, 32GB, máy thì vỏ sale có xuất sắc nha. Kính này có lông mèo gì trên. Bàn tay vân chân đầy đủ nha. Con này bàn tay vân chân là full cho anh em. Pin con này là anh coi như ta. Chưa ghi cái pin. Pin trăm anh em, thay mới cho anh em rồi, chỉ biết xài thôi. 32GB, con này để anh em 3.6 triệu nha anh em. 3.6 triệu ha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là con Samsung Note 8 màu xanh bản hàng. Samsung Note 8 nha anh em, màu xanh bản hàng nha. Máy thì ngoại hình lưng xuất sắc nhị thôi, đẹp. Bút còn nguyên nha. Bút viết còn nguyên ha. RAM 6 bộ nhớ 64 nha anh em, màn hình 6 inch 3, pin 3300. Bản hàng một sim. Con này thì màn hình ám nhị. Rất mượt nha anh em, xài ok ha. Email là một cái thôi, từ nó là bản hàng ám nhị góc đây đó. Còn nhiều là xài ok luôn, chuẩn chỉnh. RAM 664, wifi cực mạnh ha, mượt cực kỳ luôn. Nói chung là xài con nó 8 nó rất là sướng đó. Máy đẹp thì tầm 97.8. Con này ra đi cho anh em giá 3.8 triệu thôi. 3.8 triệu nha anh em, kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. 3.8 triệu. Tiếp theo là một em Samsung J7 Rim bản hàng, ốp lưng luôn. Máy đẹp tầm 97.98, RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin con này là 3.3. Bản hàng thì anh em biết rồi, một sim nha. Đó, wifi. One 7 ha. Máy đại giá ngân lực rồi, kèm sạc cho anh em đầy đủ. Con này để anh em giá 1.6 triệu nha, nguyên riêng. 1.6 triệu ha, kèm sạc dán kính nguyên riêng. Tiếp theo là một con Nova 3i Huawei màu đen. Màu đen máy nói chung là đẹp tầm 97.98 đó nè. Con này màn hình 6 inch 3 nha, RAM 4, bộ nhớ 128. Pin là 3340 nha nè. Pin 3340 ha. Máy thì ngoại hình đẹp tầm 97.98, thoải mái, nguyên riêng. Lượng cá là 128GB, giá bèo. Đó, chức năng full nha. Wi-Fi các kiểu. Huawei Nova 3i màu đen. Con này để anh em giá 2 triệu tròn nha. 2 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Một con Samsung A20 màu xanh. Máy này thay vỏ sao rồi, đẹp can luôn. Kính đại giá ngân lực, màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Chức năng là ok nha anh em, khỏi bàn chức năng ha. Cái nào lỗi mình đã báo, còn bình thường là ok nha. Con này để anh em giá 2.4 triệu. 2.4 triệu, kèm sạc dán cực lực cho anh em lại rồi, ok nha. Máy còn trên 2 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha anh em. Cọc 100.000 Viettel thì mình mới gửi máy cho anh em nha. Tiếp theo là một con Samsung A71 kèm bảo lưng cho anh em luôn. Con này đã dán cực lực cho anh em rồi, mang riêng vỏ riêng, nguyên riêng hết. Từ A tới A luôn, chưa hề đụng chạm hết ha. Lưng sau thì có xuất sắc thêm 5 tháng sử dụng, nhẹ thôi. Camera thì 4 mắt, ngay đây là đèn LED ha. Máy nguyên riêng. Nói chung lưng con này đánh giá đập tầm 95-96 thôi, không có kem. Nhưng mà được cái màn thì bao anh em. Màn riêng nguyên. Màn quá đẹp luôn. Con này RAM A71 nha anh em. A71 ha. Màn hình 6.7 ha. RAM 8 bộ nhớ RAM 28 luôn anh em. Pin 4.5. A71. Full chức năng nguyên riêng, đẹp, nói chung là đánh giá quá ok luôn. Con này ra đi cho anh em 5.4 triệu nha, 5.4 triệu.
có ốp lưng cho anh em luôn, 54 kèm sạc giãn lực cho anh em, sạc nhanh của nó đàng hoàng nha. Tiếp theo là con Note 10 Lite, Samsung Note 10 Lite, máy này đánh giá đẹp tầm 97, lưng sao ok, 97 này, kính thì 99 luôn anh em, kính không hề có xuất sắc nha. Con này màn hình 6.7 nha, RAM 8 bộ nhớ RAM 28 luôn, pin 4.5 luôn. Note 10 Lite, Samsung Note 10 Lite, cao bút nha anh em, cao bút. Này đang cập nhật phần mềm, máy nguyên zin, chức năng full. Ok nha anh em, con này ra đi cho anh em giá của nó là 6.8 nha, 6.8. Kèm sạc giăng kính cho anh em luôn, sạc nhanh của nó 25W luôn. Note 10 Lite nha anh em. Tiếp theo là con Vivo Y20s, kèo lưng cho anh em luôn nè, Y20s, garanti vẫn còn nha, màn hình garanti vẫn còn, màn ring for ring. Con này màn hình máy cực là đẹp, Y20s. Con này RAM 6 của 128 nha anh em. Wi-Fi này. Máy nói chung là đẹp tầm 99 nha anh em. Màn hình 6.51 nha. Pin 5000. Cấu hình là RAM 6 của 128GB. Nói chung là quá ok luôn. Máy thì thon gọn đẹp. Keng 9899. Chức năng ok. Con này là Y20s, anh em coi bộ nhớ cho anh em coi luôn nha. Y20 thì RAM 464 thôi, còn này cái dòng S thì cấu hình nó mạnh hơn nha. S thì RAM 6 của 128 luôn. Rồi. Ê, từ mình số đi anh em nha, mình coi lại con này ra, con này hình như Y20 nhưng mà Y20s, mình coi lại nha, số đi anh em nha, con này chính xác là Y20, mình nhầm con Y20s kia, con này bộ nhớ 64GB thôi, đúng rồi, máy đẹp như riêng nha, con này ra đi cho anh em giá 2.6 triệu nha, 2.6 triệu, kèm sạc giăng kính cho anh em nha, 2.6 triệu Y20 nha anh em, chứ 20s số đi anh em nha, đã ok, kèm sạc giăng kính cho anh em đủ trước khi gửi máy nha. Đó là Y20. Rồi, ok, clip sáng nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới được kênh mình nha anh em. Rồi, chào anh em nha.